Rồi, hôm nay Dũng của đất của Yên có được anh Tấn ở An Khơ tặng cho mông que gì đây mà chưa có biết. Đây shipper mới cam lại cho mình nha anh em. Shipper nó nhận không đồng, nghĩa là không có che chi phí gì nữa đó. Anh Tấn anh che hết rồi. Võ Tấn Dũng, khu phố 2, phường Phú Thạnh, anh Tấn, An Khơ. Đây có vợ chồng bạn ở xe tôi chơi Lâm đâu vậy? À chị đó cho mát. Hôm nay có bạn Lâm ở Bình Phước. Hồi trước cũng hay mua chim của mình. Sau này là anh em chơi thân với nhau. Ở bên Lâm là mình chuyên mua bán hồng đào, thì đang ra ngoài này thu mua ở trên Gia Lai và Đắk Lắk xuống ở lại nhà mình chơi lúc phù hôm. Và anh em mới nhậu xong, giờ Lâm đang đánh xi xét vô trong mát cho nó mát xi tí nữa đi. Nó nắng gì mà lên nó vô lần đúng không? Nóng không biết anh Tấn anh tặng cho cái gì đây. Thôi giờ rồi. Anh Hải cứu giùm mày anh Hải. Mở ra mình ra phiền ở trên mạng luôn. Quay đi mấy lại cho quay mặt anh chị. Lấy cái bấm. Lần nhậu quay ốc nhậu. Đi đi. Cô mày cho đi xíu rồi đi. Cho mẹ ấy, đi. Đó, ông bè ông nó giao cho sắc kia sò nè. Làm vậy chị mới lạnh nó nữa. À không phải cái lồng bao lồng. Phải kéo. Nó bao lồng đó. Bao lô bỏ lồng vô á. Hai bỏ hai lồng hai cái lồng á. Bao lô với hai lồng vậy. Đồ mà đây trốn vợ. Đồ mang đồ đi. Vợ đuổi rồi cuốn gói đi. Đồ má tính này giờ đuổi đi nè, dắt cu đi đây. Chắc vậy á, vậy là thầy hiểu ý. Ý hợp rồi. Chuẩn bị cái gì nữa đây. Má. Gì vậy? Gì vậy? Bây giờ một cu. Móc. Kiểm tra lại coi có hàng trắng đồ nằm trống không. Móc. Mà cái móc nó dễ nè. Móc rồi tay em làm. À mình cùng. À mình thiếu một cái. Cái xeo rồi mà thiếu được rồi. Còn nó mất mất là trong một cái đó. Cù đây cho mình cáp. Dây cáp. Cáp không? Hồi trước mình rồi. Rồi tiếp cùng kiểm tra nữa con gì nữa. Rồi cái đây là lấy cái sắt. Hết chưa? Đây là mang đi. Ủa trong cái đó mình đang rách cái sắt này chưa? Sao may mắn vô không? Để tốn tiền mua sắt rồi đó. À mình cái sắt mình đang rách không? Lắm. Chiều vô ngồi bạn. Chị vô. Rồi thôi thì bạn sao chả không? Thì bạn cái clip đây là tôi cũng cảm ơn anh Tấn tặng cho mình cái mong que ý nghĩa và cái phần để phục vụ đi rừng nha anh Tấn. Rồi tôi cũng cảm ơn anh. Rồi chúc mừng anh giờ hữu chim em cứ bạc bội tốt nha. Rồi chào anh Tấn.